Trước những thách thức lớn của quá trình đô thị hóa thì phát triển những công trình xanh ứng dụng những công nghệ mới và chuyển đổi số sẽ là xu thế tất yếu. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội nghị khoa học quốc tế về phát triển bền vững trong kỹ thuật xây dựng năm 2022 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, một công trình xây dựng đảm bảo tính bền vững phụ thuộc vào ba yếu tố là hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, lợi ích cho xã hội và không gây nguy hại tới môi trường. Vật liệu là yếu tố chiếm tới 70% giá thành công trình xây dựng. Công nghệ và vật liệu thay thế đang là hai yếu tố quan trọng cho sự phát triển ngành xây dựng bền vững. Các kỹ sư trong nước đã từng bước tiếp cận với những công nghệ hiện đại trên thế giới nhằm tăng tuổi thọ của các công trình như việc ứng dụng các loại vật liệu mới, bê tông chịu lực, thép chất lượng cao. Việc ứng dụng công nghệ số cũng sẽ giúp chủ động tính toán giải pháp phù hợp với từng công trình, tiết kiệm nguyên vật liệu, ứng phó tốt với những rủi ro về thời tiết, đảm bảo bền vững công trình.